Hello, chào các bác. Và hôm nay em có một cái thiết bị đây các bác nhìn nhá. Bộ phụ kiện tay lái cho máy chơi game PS3 hoặc là PC này. Đó, em mua có 580.000 trên Shopee rồi. Các bác thấy không? Đây là một chiếc vô lăng chơi game dành cho PS3. Bởi vì em có một chiếc PS3, các bác biết đấy, một chiếc PS3. Em thấy cái này nó rẻ quá. Thế nên em mua và để em xem là như nào, nhưng mà khi nhận được hàng em thấy nó hơi bé. Cái hộp em nghĩ cái vô lăng nó phải to, nó phải rất là to mà sao nó bé thế nhỉ? Để em bóc hộp ra xem như nào nhá. Tại vì mua có 580.000 thôi nên hơi hoảng. Bé này không biết liệu nó có đúng như là cái mô tả trên trên Shopee hay không. Đây em cho các bác xem nhá. Shopee này. Shopee đây, thành ảnh trên Shopee đây nhá. Đó. Trông rất là hầm hố này. À, có cả bàn đạp luôn, có cả đạp ga phanh luôn. Đó, mà em thấy cái này nó bé quá, không biết là như nào. Bây giờ em sẽ mở hộp xem thế là có gì, là cái video này em sẽ bắt đèn Shopee luôn, nếu mà không đúng như mô tả trên kênh bán của họ. Đó thì cái này em mua từ Shopee Trung Quốc. Đó, các bác có thể thấy, nhìn thấy cái túi quen thuộc không? Một xám xám này. Vận chuyển vào đây bởi đơn vị GT nhá, nó đè lên cái tem của Trung Quốc rồi. Đấy, bây giờ em mở nhá. Ok. Đấy, đóng gói rất cẩn thận này. Sau cái lớp sáng này thì đến một cái lớp xốp. Đến một cái lớp xốp như thế này. Đây. Đó. Đây, để đặt cái dưới đất đi. Cho nó camera quay nó thoải mái. Chứ cứ giữ nó khó. Đây. À, thêm một chiếc hộp nữa này. Đóng gói rất là chắc chắn luôn. Đây, ngay trên này thì các bác có thể nhìn thấy là game Sterling Well. Đó, thì đây là chính là hộp của nó luôn. Nó chỉ có tên như vậy thôi, model là FT37C1, sản xuất tại Trung Quốc. Nè, có công ty bảo gì này. Chỉ đơn giản như vậy. Em bóc ra nha. Theo có một chiếc bên trong là theo một cuốn sách hướng dẫn cũng như là một chiếc đĩa, chắc là cài driver cho trên chiếc máy tính, thì cái này nó chơi được ở trên máy tính luôn. Đây là một chiếc đĩa driver nha. Đó, driver đích này. Đó, bác theo đĩa đúc driver đích này. Cái này chắc là dùng để cài cho máy tính. Một tờ giấy hướng dẫn sử dụng ở đây. Đây. Đó, 3 trong 1, thiết bị 3 trong 1, kết nối được với PlayStation 3, Windows thì kết nối được với Windows ME, Windows 2000, XP, Vista, 32 Vista, 64, Win 7, Win 8, Win 10, nói chung là tất cả hệ đánh Windows đều được chơi tất. Đó, các bạn nhìn lại nhá. Đó, các bạn nhìn nào. Đó, ok, cái này là size nhỏ là hộp nó bé, Smart Mini size này, có tầm 20cm thôi. Đấy, có cái tay lái chỉ tầm 20cm thôi. Cũng ok, khá là ok. Đây, bên trong nhá. Ok. Rất là khá là nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Cái này để vừa bàn đấy nhỉ. Đây các bác này. Đó, rất là nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Rất đơn giản. Đây nha, sẽ có một cái cổng để bám vào bàn này. Cổng cái mút không khí để bám vào bàn này. Đó, ở dưới này thì chỉ có gọi là tên của sản phẩm thôi, cũng không có nhiều thông tin nhiều. Có đồng cắm dây USB rất là dài đây, thì để cắm vào máy tính hoặc cắm vào PS3. Đó, trên cái tay lái thì nó sẽ có cái phím giống như trên tay PS3. Đây nhá, các bác thấy phím D-pad này. Các phím chức năng cũng sẽ ghi là tam giác o tròn, X và ô vuông giống trên PS này. Phím Home này. Đó, đây là phím Select và Start này. L1, L2 này, R1, R2 này. Đó, rất đơn giản như vậy thôi. À, bên này em có luôn này. Đó, có luôn này. Chút nữa em sẽ về em đào một cái game về em chơi thử xem như nào. Ok, rất là thú vị. Tiếp nữa nha, đến bàn đạp này. Đây, cái bàn đạp to hơn cái tay lái. Đây, cái bàn đạp này. Thì nó sẽ để như này. Bên này là ga, bên này là ga, bên này là phanh. Giống như ở trên chiếc ô tô thật đấy. Ga này, phanh này. Cái này cho trẻ con chơi rất là thích. Em sẽ cho thằng nhỏ em chơi. Đây, có dây nối nha. Dây nối kiểu như dây của điện thoại. Cái này bám chắc lắm. Đây, cắm vào đây.
Đó, thì thực tế là cái này ý, thực tế là ngày xưa em có dùng một cái rồi, thì cái này nó chỉ thay cho những cái nút này, ví dụ như là cái ga nhá, à cái phanh nhá, thì nó thay cho cái nút o tròn, hoặc là cái ga thay cho nút x rồi. Đây còn cái nút này thì chơi tương tự trên máy PS3. Ok, thì chút nữa sẽ về cắm vào máy PS3 và em chơi và em quay lại cho các bác xem nhá. Đó, rất là hay. Ok, bây giờ em sẽ lắp vào đây nhá. May quá cái này nó bé thì nó vừa được cái bàn luôn, chứ mà nó to quá thì nhiều khi cũng không vừa. Rất là ngại vấn đề mua vô loang to, nhiều khi không chơi được, mình không có điều kiện để mình mua một bàn riêng để chơi game mà, đúng không? Đó, nên em mua cái này thấy hợp lý. Đầu tiên không nghĩ nó bé như vậy, cũng bé quá, bé quá nhưng mà cũng về lắp ở bàn mình, nhà mình có thể vừa. Thế cái này chỗ đấy mọi người bác, nhiều khi những cái thứ không muốn nó lại ngon. Thật ra 500.000 thì bé như này thì cũng hợp lý về tập lái. Cái này thì không thể thay thế cho vô lăng ô tô được, bởi vì là thực ra nó chỉ là cái giống như analog thôi, nó chỉ quay đến đây thôi, và quay đến đây thôi, nó không hết hành trình được vài vòng được như giỏi vô lăng ô tô thật đâu các bác nhé. Thế nên các bác đừng có hỏi em là liệu cái này có tập lái xe hay không, chắc chắn là không được rồi. Cái này chỉ mang cái cảm giác đều giống mình lái xe thôi. Ok, cái này nó mút rất là chặt đây này. Đó, bây giờ cho cái này ra đằng sau để mà cắm vào máy PS3. Đó, đó bác nhìn không? Đó. Còn cái bàn này, bàn này sẽ để bên dưới nhá. Ok, cái bàn này để bên dưới này. Rồi, cắm nó về đây thôi. Đó, rất là gọn. Mọi người là sinh ra để thành cho nhau. Đây các bạn nhé. Này. Đó. Thì chúng ta sẽ dậm đây này. Đó, bây giờ em sẽ cắm vào máy PS3. Thì cái này nó là cổng USB thôi, thì chúng ta có thể cắm vào máy PS3 bình thường các bạn nhá. Đây, cắm vào cổng trên cùng, ngoài cùng, là cổng 1 thì nó sẽ thành tay game chơi số 1. Ok. Ok, bây giờ em sẽ khởi động và chơi thử xem nào nhá. Vâng, thì đầu tiên ấy là em chơi cái game đây các bạn này. Ở trên cái vô lăng này thì chức năng điều khiển các phím của nó cũng tương tự như là trên một chiếc tay PS3 như này. Đây các bạn nhá, các bạn nhìn thấy nhá. Đó. Thì là ở ngay trên tiểu giấy rất hữu dụng, thì nó cũng nói rõ đây, thì rất hữu dụng thì nó cũng nói rõ tất cả đây. Nhìn vào chữ thì nó hoa mắt quá, nhưng mà em sẽ mô tả hình ảnh rõ nhá. Đây các bác này, các bác có thể nhìn thấy nhá, thì trên này nó sẽ tương tự như ở trên chiếc tay game nhá. Đây ví dụ các bác nhìn các nút này thì y xì này. Đây cũng có L1, L2 này. Đó, đây là phím home này, giống như phím này này. Và phím start này, select này, và cái gạt sang như này. Và sau này thì nó tương tự như là chúng ta gạt bằng cái analog này nhá. Còn cái phím D-pad này thì nó là giống cái phím này. Đó, thế nên là chúng ta điều khiển rất là dễ thôi. Khi em cắm cái tay này vào thì em có thể dùng làm tay 1 luôn. Và em sẽ vào game. Đây ví dụ như là em đang chơi cái game này các bạn này. Đó, em đang chơi cái game có tên là gì nhỉ? Sonic. Đấy nhá, em đang chơi cái game là Sonic MO Star Racing. Là một trò đua xe lấy từ trong game Sonic, lấy từ trong các nhân vật từ cái game Sonic thần thánh ở xe á. Đó, thì em đang chơi cái này, bởi vì cái này là tuổi thơ mà, cái này tuổi thơ em rất là thích. Ngoài ra thì em sẽ bật cái game mà Need for Speed cho các bác xem. Đó, thì rất là dễ thôi. Đấy nhá, thì các phím điều khiển thì nó sẽ tương tự này. Này các bác này,
Đấy, các pin được kể tương tự này. O là cái máy của em là máy hệ của Nhật, O là chọn và X là back nhé, thì cũng tương tự như vậy thôi. Rồi bây giờ em sẽ vào trận và đua lại cho bác xem. Thì có một cái vấn đề như này, cái việc đầu tiên cái mặc định của cái thiết bị vô lăng ấy thì là cái bàn đạp mà để chúng ta giả lập cho ga và cả phanh ấy, thì nó sẽ là phím ga, nó sẽ là có cái phím X này, và phím bên phanh nó sẽ có nút ô này. Thì khi mà chúng ta chơi game ở trên PS3 ấy thì nó sẽ không hợp. Bởi vì sao? Khi ở trên game PS3, tất cả game PS3 nhá, thì đua xe nó sẽ là phím R2 là ga, còn phanh là phím R2. Thế nên là khi bắt đầu cắm vào chơi thì em khá là bỡ ngỡ, bởi vì em không biết là cái nào để đua cho nó hợp với cái chân ga chân phanh. Thì em lấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng ra thì rất là may, bởi vì cái này nó có hai chế độ đó. Thì nếu các bác chơi máy tính thì các bác có thể lựa chọn là cái phím này để thay đổi, để mặc định thì các bác phải chơi được, bởi vì trên máy tính thì chúng ta có thể thay đổi được các phím trên trong game. PS3 chúng ta không thể thay được, như cái game này em chơi là không thể thay được nhé. Thì có cách là chúng ta sẽ ấn, bây giờ ở trên này nó ghi rõ các bác này, thì có cách là chúng ta chuyển sang chế độ là ga và phanh bằng R2 và R2 trên PS3 bằng cách là chúng ta ấn đồng thời hai phím select và start trong vòng 1 giây, nó chuyển sang chế độ đấy. Đây, bây giờ em bấm cho các bác xem nhé, hai phím này trong vòng 1 giây này đó, thì các bác có thể nhìn thấy cái đèn đỏ sáng này không? Cái đèn đỏ sáng này là chúng ta sẽ chuyển sang cái chế độ hợp chơi với game PS3 nhé. Bây giờ em vào chơi các bác xem này, rất là hay đó, cực kỳ là hay luôn. Bây giờ em vào chơi nhá. Chơi này luôn. Sequence. Character select. Đây, để cho mở cái màn hình lên. Tất nhiên là màn hình người em vẫn ghi lại cho các bác xem, hay mở cùng màn hình lên. Đó, nha. Đấy, vào như bình thường. Đó. Đấy, thì khi đấy là chúng ta ở phía bàn đạp này, phía bàn đạp là chúng ta có thể đạp chân ga này. Đây, chân phanh tương tự như một chiếc ô tô thật luôn. Đó, một bên là chân ga, một bên phanh nha, rất là đầy đủ. Khi chúng ta ấn drift thì chúng ta ấn chân phanh và chúng ta lắc vô lăng phát, cực kỳ tuyệt vời luôn. Tất nhiên là lái vẫn là ở trên này, và hoàn toàn khi chúng ta lái, đối với những cái game mà không có đòi hỏi nhiều, ví dụ như bắn đạn hay bắn súng như cái game này thì là không phải vấn đề gì cả, không phải lo. Khi mà chúng ta không thì game này chúng ta bắn đạn thì chúng ta lại qua được nha. Đó, thì rất là thú vị luôn. Em đang đưa xe. Đang drift ấy. Đó, phải rất là nhạy. Có bao nhiêu nhỉ? Cái nhạc không dẫn chứ ạ. Cái vô lăng này nó có cả tích hợp và rung luôn. Tức là khi mà những cái đoạn là tăng tốc thì tay nó sẽ rung, hoặc là chúng đạn thì tay nó sẽ rung, hoặc lâm hay là cái vô lăng nó sẽ rung. Cảm giác rất là thật. Em thì tiếc một điều ấy, khi bám cao su của chiếc vô lăng này nó không bám chặt cho lắm, ở cái bàn và bàn gỗ hoặc là nó không có bám, nó sẽ không thể nhấc được cả. Nhưng mà nó vẫn bị di chuyển như này các bác này. Đó, rất là khó chịu. Nhưng mà em đã thử trên mặt bàn kính ý, thì bám rất là chắc luôn. Thế này các bác nào mà chơi có bàn kính thì là tốt nhất nhé. Bàn gỗ của em thì đành phải khắc phục vấn đề như này rồi. Đó, các bác nhìn thấy không? Tăng tốc này. Đấy, lúc tăng tốc là tay là vô lăng nó sẽ rung. Cảm giác rất là thật luôn. Đó. Trên cái game Sonic này thì nó có cái chức năng là giả đạn và bán lại. Đây, chúng ta sẽ có những cái chức năng ở trên này. Ở dưới là em vừa ăn một cái tăng tốc, nhưng mà xong em sẽ ấn nút rồi. Nút cũng chưa được mất rồi. Đó, đây là game Sonic nhỉ. Cái này là game trẻ con thôi. Cái tay này thì hợp với các cháu chơi, các cháu nhỏ chơi rất là hợp. Bởi vì nó nhỏ bật khả năng gọi là gì ạ? Ta gọi là tính năng mà gọi là ưu tú nhất của nhân vật. Bay bằng ái luôn. Ok, bây giờ em sẽ bảo game Need for Speed để cho các bác xem là nó sẽ mang lại trải nghiệm thật thế nào nhé. Bây giờ các game đơn giản như cái tay tôi ấn nút này này, đó, thì nó sẽ thoát ra ngoài này. Ok, các thấy chưa? Đó, bây giờ em sẽ vào Need for Speed nhá. Các bác chờ em một chút. First Patrol. Displayed on the right is your assignment for today. Complete the objectives in the assignment to complete your training. You can set a route to any destination by pulling up the map or using Easy Drive in the top left of your screen. Pull up to the start location and press the button. Thực ra nhé, tại vì em chưa chơi game này bao giờ. Em cứ thử vào chơi thử xem mức độ thật như nào thôi.
Đó luôn á. Okay. Rồi, lại chức năng đặt ra nha. Để nó xả nè. Đó, các bạn nhìn thấy không? Em đang được một cái chờ khác. Tức là để nó xe chuẩn bị. Và nó xe nhìn kính ra ngoài. Nó giống như cảm giác lái thật. Thôi là nghiêng thôi, nó không có đủ hành trình giống như tay có lăn thật ở ngoài đời đâu nhá. Nên là các bác đừng nghĩ chuyện là giống như này để mà lái xe chắc không được đâu nhá. Có cái ga cái phanh thì giống luôn, chứ còn cái nghiêng này chúng ta chỉ nghiêng một bên là nó sẽ lái theo gọi là cái mức điều khiển của cái bàn phím thôi, chứ nó không phải là như vô lăng thật ở ngoài đâu nhá. Đây, em bấm thanh này, giờ lại sao sáng, đó. Để khi nào có mắc đi luôn là mua để mắc kiểm tra. Ok, tay này nó cũng sẽ phản hồi rung luôn, ở trên game này cũng vậy. Mỗi lần em mà chạm vào tường ấy, thì là nó cũng sẽ rung. Đó, đem lại một cảm giác khá là thú vị. Đó, có nghĩa là cái vô lăng này nó có tích hợp rung ở trên luôn. Đó, bây giờ em sẽ vào tiếp cái game này thì mang tính đua xe cho các bác thanh niên thích cảm giác thật. Bởi vì game này nhìn rất là thật. Bây giờ em sẽ chơi game gì ạ? Đua xe bắn súng. Game rất là huyền thoại. Đây, em lại cái này để thoát ra, đợi đến nhé. Đây các bạn nhá. Cái thể loại game này thì rất là nổi tiếng rồi. Nó có tên là gì nhỉ? Nó có tên là... đây các bạn này, nó có tên là... Blister Metal. Game này vừa đua xe và súng. Thì có một cái điều là cái game này ấy, thì nếu mà set up ở chế độ PS2 thì cái nút R2 này. Và hiện tại em set up bằng ga ấy thì nó không ra được. Đó, đây con này. Và nó lại là nút bắn. Em phải chở như vậy. Đây là nó là nút bắn đây này. Đó, nếu mà em set up như vậy thì nó là nó bắn. Còn nút mà ga nó sẽ là nút vuông và nút xanh là X. Thế nên em sẽ chuyển chế độ nhá. Và cái lại giữa hai này và tắt cái đèn đi. Đó, tắt cái đèn đây nào. Bây giờ thì em ấn ga thì là bằng cái này ấn ga là bằng cái này này. Đó, hồi đây là phanh. Đó, lại ngược lại như vậy nó không sang đơn giới nó này. Nó chỉ phanh thôi, nó không ngồi lại được. Ok, tay lái vẫn được rồi. Đó, còn bây giờ là cái đôi thì là phải là bắn thôi. Đúng là bắt đầu cứ được không, pha hết cả nhà rồi. Đây là khá là kinh dị. Cái này thì không phải dành cho trẻ con chơi đâu. Và đây là trẻ em thì đối với các cô dùng tay thích hơn. Đó, đây là game đua xe súng này. Em chỉ chơi những game đua xe thông thường như là Need for Speed hay là game mà đua xe Sonic ấy. Như là game của Sonic hay là nhân vật game của Minecraft. Còn cái game này chúng ta hay gọi là đua xe thú ấy. Thì là chúng ta chơi bằng cái vô lăng này và bằng cái chế độ đèn sáng ở đây bằng chế độ PS3 nó sẽ hợp hơn. Chứ còn nếu mà chơi thể loại bắn súng này thì nó sẽ tràn vào bình thứ ra game. Cái tiếng cò này chúng ta không được nhận. Có biết là game nào có tiếng cò này không? Ok. Thực ra là lái cái này mà vừa lái thì bắn ấn vào hai bắn vừa kế đi thôi thì cũng chưa chết. Your health is low. Game này vào nó có biểu tượng là những chú hè đúng không ạ? Nó có biểu tượng là những chú hè mà trong khá là kinh. Biết mấy cái đó, còn cái phím cò bằng phím L3 này hoặc R3 này thì chúng ta thì em chưa biết là có game nào hợp hay không. Đó thì các bác nào mà xem clip này của em thì biết, nếu mà biết game nào hợp thì các bác comment bên dưới để cho mọi người cùng biết nha. Và ngày hôm nay thì em chỉ review qua và giới thiệu qua về cái vô lăng mà em mua với mức giá là chỉ có hơn 500.000 này thôi.
6 điện thoại 580.000. Đó, để cho các bác biết là một cái thiết bị chơi game nói chung là khá là thú vị. Nó rẻ, cái vô lăng rất là rẻ, cũng có đầy đủ bàn ga, bàn phanh và cũng có đầy đủ rung phản hồi. Và chơi được ở trên PS3 này, chơi được trên PC này và chơi được trên những thiết bị Android TV. Có nghĩa là chúng ta có Android TV thì chúng ta phải cắm cái này vào và chơi các bác nhá. Android TV có một game rất hay, đó là game Alpha 8. Thì chơi bằng cái này rất sướng, thực sự là rất là sướng luôn. Đó, thế nên là các bác mua cái sản phẩm này về và cắm thẳng ở trên TV, Android TV của các bác là các bác có thể chơi được. Các bác lưu ý là Android TV và cài Google Play để chúng ta cài Alpha 8. Chứ nếu mà ví dụ như là thiết bị là TV box mà của Trung Quốc ấy thì chúng ta cũng không chơi được đâu. Đó, em đã thử trên Android TV và em chơi được con trên cái con FPT Play đấy. Đó, thì đơn giản thôi, hôm nay em giới thiệu cho các bác biết về cái vô lăng giá rẻ này. Nếu các bác có thắc mắc gì các bác comment bên dưới, và nếu có game nào mà hợp cho cái vô lăng này mà các bác biết ấy thì comment để em và mọi người cùng chơi. Đó, để mua sản phẩm này thì các bác có thể comment để em đưa link cho các bác nhá. Ở trên Shopee với giá chỉ có 580.000 thôi. Đó, các bác xem thấy hay các bác cho em một like nhá. Nhớ subscribe kênh YouTube của em để theo dõi kênh em rất là nhiều. Những game, thiết bị điện tử và thiết bị gia dụng rất là nhiều. Các bác thích mua thì các bác comment bên dưới, em có điều kiện sẽ mua cả để video các bác xem luôn. Để các bác quyết định là mình có chốt hay không. Đó, cảm ơn các bác xem một clip nhá. Chào tạm biệt các bác. Bye bye.